ngày trôi qua mau tôi vẫn một mình ở trên ghế, bao nhiêu ưu phiền cho đi tôi lấy tích cực làm kinh tế, mang theo hình trang là cây bút bi cùng vài ba cuốn tập hòa theo đồ beat và một mình tao say hay này xứng thật, để tao kể cho tụi mày nghe về phong cách tao chiêu bật lên ngọn lửa cho mọi điếu thuốc là đầu óc bao view, có thể viết đầy ra những từ ngữ mà không cần dùng chữ kích thích, nhịp theo đồ beat và dòng cảm xúc và thêm vào đó là tiếng kích. Yeah. Nào cùng viết ra đây bao nhiêu thứ ở trên trời, hòa mình cùng với thiên nhiên, xung quanh ta là mây trời, âm thanh bóng thân quen nơi vùng quê này ta ngồi. Nào mình cùng viết ra đây bao nhiêu thứ ở trên trời, hòa mình cùng với thiên nhiên, xung quanh ta là mây trời, âm thanh bóng thân quen nơi vùng quê này ta ngồi. Nào mình cùng chill, chill, chill. Vâng, và chắc chắn đây là vơ thứ hai rồi. Vơ thứ hai á, tao muốn gửi lên những đứa sừng si tao. Bây giờ thì nghe nè. Khoảng lặng mênh mông cho tao viết nên lời, vắng lên câu hét ngân nga bao nhiêu thứ trên trời. Cuộc đời là chuyến đi xa nên ta cứ vui cười, mặc kệ ngoài kia sân si sự trời. Khoảng lặng mênh mông cho tao viết nên lời, vắng lên câu hét ngân nga bao nhiêu thứ trên trời. Cuộc đời là chuyến đi xa nên ta cứ vui cười, mặc kệ ngoài kia sân si sự trời. Mày không cần biết rằng tao là ai, biết rằng tao là ai, biết rằng tao là ai, chỉ cần biết có một không hai. Ở cái thối đời này bao nhiêu thứ tao cầm trong tay, thì đó cũng là một phần tụi mày không có nhưng mà không hay. Tao hay sống cô đơn nên hay cứ điên điên, hôm nay dần nắng hơi lâu nên tao thấy đen đen. Mày cứ ở đó sân si cho tao sáng thêm đi, đây là việc rap, mày là ngọn cỏ ngồi im ở đó mà bú phèn đi. Bởi vậy tao nói, ở cái nước Việt Nam này tao không bằng ai nhưng cũng ít ai bằng tao lắm. Mày cứ ở đó sân si về tao đi, khi mày sân si về tao á thì cuộc đời mày tao nắm. Mấy con chó không có việc làm luôn ngồi cà phím với sân si, đây là ngọn lửa và cơn nhiệt huyết máu chảy trong tim nên là mày sủa thêm đi. Mấy con chó không có việc làm luôn ngồi cà phím với sân si, đây là ngọn lửa và cơn nhiệt huyết máu chảy trong tim nên là mày sủa thêm đi. Mấy con chó không có việc làm luôn ngồi cà phím với sân si, đây là ngọn lửa và cơn nhiệt huyết máu chảy trong tim nên là mày sủa thêm đi.